mở ra và chạy thử, đo thử độ ồn thực tế xem là bao nhiêu decibel. Phải có ít nhất, phải có những cái kiểm chứng như vậy thì lúc tư vấn mình mới cảm thấy tôn trọng chính bản thân mình và bày tỏ sự tôn trọng đối với người tiêu dùng. Công ty mình mang danh là kỹ sư điện máy, và đặc điểm của công ty này là sử dụng những người đã có trải nghiệm và giờ bay thực tế. Và hơn nữa, công ty mình luôn tồn tại một cái kho hàng rất lớn với bao nhiêu những cái sản phẩm máy giặt hiện hữu. Vì thế tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy kiểm chứng độ ồn thực tế của máy giặt. Bởi vì sao? Tất cả những khách hàng đi mua hàng, phần lớn họ rất quan tâm đến độ ồn của máy giặt. Họ muốn mua một chiếc máy giặt có chạy êm. Và các hãng thì hãng nào cũng truyền thông là máy giặt của tôi chạy êm lắm. Thế nhưng mà nhiều hãng thì lại không công bố thông số là độ ồn bao nhiêu decibel. Nhiều khi là, đấy, kể cả như các cậu ấy, các cậu vào website rồi các cậu vào cái catalog hay là các cái thông số trên thân máy, rất nhiều thương hiệu không viết là bao nhiêu decibel, đúng không ạ? Chỉ ca ngợi là tôi chạy êm thôi. Thế thì mình là chuyên gia tư vấn máy giặt của kỹ sư điện máy thì mình mở máy ra ở công ty không hạn chế việc này. Rất nhiều máy giặt khác nhau, có lúc nào tồn hàng, các cậu cứ mở ra và chạy thử, đo thử độ ồn thực tế xem là bao nhiêu decibel. Phải có ít nhất, phải có những cái kiểm chứng như vậy thì lúc tư vấn mình mới cảm thấy tôn trọng chính bản thân mình và bày tỏ sự tôn trọng đối với người tiêu dùng.